Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, trai giới thiệu về mình đi. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Nguyễn Linh, xin chào chị Cát Tường. Và xin chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Thanh Hiếu ạ. Em năm nay 30 tuổi. Em đến từ Bình Định. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng, sống ở quận 9 và em làm việc ở Đồng Nai. Sống quận 9, làm việc Đồng Nai, quê Bình Định, sao nhiều chỗ quá. 30 tuổi hả? Dạ. Hiếu 30 tuổi. Dạ. Làm văn phòng nhưng cụ thể là làm gì? Dạ, em đang làm là việc quản lý kho của công ty Cám ạ. Quản lý kho. Rồi. Mời bạn nữ. Dạ, em tên Nguyễn Thị Phúc, em 28 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Hiện nay em đang làm nhân viên văn phòng tại quận Thủ Đức ạ. Vậy sát Đức cơ quận 9 là cũng gần rồi ha. Hai bạn quê cùng Bình Định luôn. Đâu hai bạn hỏi thăm thử coi Bình Định có gần nhau không? Bạn ở Bình Định mà ở khúc nào ạ? Anh ở Bình Định, anh ở Phú Mỹ em ơi. Còn em? Dạ em ở Hoài Nhơn mà ở khúc Tam Quan Nam ngang chỗ Sư Dừa luôn. Vậy em tới Hồi Hương chưa? Dạ, cũng khúc đó luôn á anh. Khúc đó có bà con gì không? Dạ có. Hỏi coi có quen bà con gì không? Có bữa cặp lên đây nói hồi lòi ra bà con thì về đó. Hỏi đi, hỏi cho chắc đi. Em có ngay cái đoạn mà chỗ cái cầu đường sắt bắt đi qua mà gần tới đèo Bình Đê đó, em có đoạn đó không? Dạ không, em ở ngang chỗ đoạn mà gần giáp Quảng Ngãi luôn anh. Gần giáp Quảng Ngãi là gần đèo Bình Đê rồi. Hỏi xem em thích gì, có hỏi vòng vòng có quen được nào chưa? Ưu điểm em gì, nhược điểm em gì, hai người nói chuyện luôn đi. Ưu điểm của em là gì vậy em ạ? Ưu điểm của em là dễ gần, rất là thân thiện, biết nấu ăn, biết cắm hoa, biết may vá quần áo. Còn ưu điểm của anh là gì vậy? Ưu điểm của anh là coi như năng động, nhiệt tình, biết nấu ăn, biết làm việc nhà và biết chơi đa số các môn thể thao. Em cũng rất thích cái môn thể thao. Anh có biết bóng chuyền không ạ? Anh biết bóng chuyền, em có thích bóng đá không? Dạ có, em cũng thích bóng đá. Hồi học trung học em có làm thủ môn bóng đá. Em hâm mộ câu lạc bộ nào ạ? Em không có hâm mộ câu lạc bộ nào, tại đội tuyển nào mà trai nó đẹp đẹp thì em xem thôi ạ. Rồi, ưu điểm đó, bây giờ hỏi khuyết điểm của nhau đi. Để cho biết cái tật xấu dạ, của nhau. Dạ, khuyết điểm của anh là gì ạ? Tại vì tính anh hơi nhiệt tình nên là thường đa số bạn bè lũ đi nhậu đi chơi thì anh thường khó từ chối. Với đối thì anh hay dễ quẹo. Anh có nhậu nhiều lắm không ạ? Thỉnh thoảng thôi, tại vì có công việc đi làm nên là cũng không có nhậu nhiều. Chỉ có dịp cuối tuần đi nhậu với em với hoặc là qua nhà anh em bà con thôi. Còn khuyết điểm của em ạ? Em nói chuyện không có được khéo léo cho lắm, hay làm lít lòng người khác. Với lại hơi nóng tính xíu. Không sao, hay nóng tính thì anh nhịn được mà. Em gái có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Chia tay bao lâu rồi em? Lý do là sao chia tay? Dạ em chia tay cách đây 3 năm. Là lúc đó em còn sinh viên nên chưa được trưởng thành, chưa thấu hiểu nhau. Còn bạn trai, mấy mối tình rồi em? Dạ, như chị em có 2 mối tình rồi ạ. Một mối tình đầu tiên là được 7 năm. Mối tình thứ hai thì quen nhau được 2 năm, chia tay cách đây cũng được 3 năm ạ. Tại vì mối tình đầu thì bạn gái đi du học bên Nhật. Mối tình thứ hai thì em với bạn gái cũng xác định, nhưng mà gia đình nhà bạn gái xem tuổi bảo là không hợp nên là chia tay ạ. Thế gia đình em có coi tuổi gì không em? Dạ không ạ. Không hả? Chứ để quen xong thời gian rồi coi tuổi không hợp rồi mất công lắm. Rồi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái trang tình yêu mới ha. Một cái hạnh phúc mà chúng ta đang rất là cần kề. Hy vọng các bạn sẽ hợp ý với nhau. Xin hỏi bạn gái là bạn muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người không có gia trưởng, biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, biết quan tâm chăm sóc gia đình. Nhậu nhẹt thì ít thôi. Trai bên đây dọn dẹp được này em có nói được. Nhưng vấn đề gia trưởng có không? Em không gia trưởng. Không gia trưởng. Nhưng ngoại hình? Cao trên 1m7, tại em cao lắm. Em cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m7. Hả? Em cao 1m7, yên tâm, bên đây 1m9. Rồi, được rồi, 1m9, yên tâm. Không có hút thuốc nữa vậy? Không có thuốc, chào dạ. Em gái, rất dễ thương. Em có thuốc không? Dạ, em thỉnh thoảng thôi ạ. Thỉnh thoảng thôi, có thể bỏ được không? Khi mà công việc áp lực với hơn nữa, khi đi nhậu em xỉn thì mới hút thôi. Vậy là thỉnh thoảng thôi. Em cứ gặp mùi thuốc là em tránh xa xa. Yên tâm, quen là em cứ tránh hoài là bỏ, thấy không? Dạ. Rồi, còn cái gì mà không thích người đàn ông nữa không? Dạ được rồi chị, dạ, anh. Anh cứ giống chị đúng không ta? Nhiều người cứ nói chị Quyền Linh không à.
Chắc anh phải về kiểm tra lại giới tính của anh coi sao. Thì ghét. Cô gái bên kia rất là xinh, rất là cao. Mà anh thấy em cũng cao nữa. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m76 ạ. 76, được chưa? Bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được nè? À, nếu mà em cảm thấy được thì khoảng nửa năm. Nửa năm? Một năm. Làm dâu được không? Dạ được. Được đúng không? Không ngại gì hết ha. Khỏe. Chào chị ạ. Cao ha, 1m76. Bao lâu tiến tới hôn nhân được em? Dạ, em thì cũng như bạn gái tầm nửa năm cho tới một năm ạ. Còn nếu được sớm hơn cũng được ạ. Sớm hơn cũng được? Dạ. Sớm hơn về lấy cưới rồi ở đâu? Dạ, thì hiện tại thì coi như em ở đây thì mà em đang ở trọ ạ. Nhưng mà em nghĩ trong 2-3 năm nữa thì em có thể... À, định cư trong Nam luôn hay về là Bình Định? Dạ, em định cư trong Nam luôn. Định cư trong Nam luôn. Em quay qua bên anh Linh coi. Rồi cái tóc em cắt là màu đen gì vậy? Dạ, cái tóc em ở trong em đọc nó nguy hiểm lắm, nó bị ấy à. Một bên nó lắng cón vậy đó hả? Còn bên nó dài vậy đó hả? Em không biết, ra tiền cái tóc người ta cắt sao thì về vậy. Cũng điệu lắm à nha, em có ghen không em? Dạ, có. Có, bên đây là đeo đồng hồ, đeo nhẫn, đồ tóc tai, đồ ghê gớm lắm. Nói chung em cũng hơi thích bụi bụi xíu. Phải không? Bụi thì không biết có bụi không, nhưng mà cũng là fashion đó. Thôi được rồi, gặp này thì thấy được ổn mà đó. Cái chiều cao như em là kiếm người cao hơn là cũng hơi khó. Dạ, phần ế là cũng cao quá. Đó. Trai có yêu cầu gì người phụ nữ không? Dạ, em không thích một người phụ nữ tính tình coi như hay soi mói. Soi mói? Dạ, em không có soi mói đâu anh. Nhìn thẳng chứ không có soi. Phải biết kính trên nhường dưới, như thế được rồi. Thế được rồi. Anh nghĩ cô gái bên kia có đầy đủ những cái yêu cầu của em rồi đó. Bây giờ mình khảo sát người thân như thế nào? Hôm nay em đi với ai? Em đi với đồng nghiệp và em gái của em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và anh trai và toàn thể quý vị ngồi đây ạ. Dạ em tên là Huyền, em là đồng nghiệp của chị Phúc ạ. Hai người tới đây cũng là cái duyên rồi. Ảnh cũng có nét hợp với chị Phúc ạ. Dạ. Hợp không? Dạ hợp. Hợp để gì? Cao giống nhau anh. Cao hả? Dạ. Cao chưa nói lên điều gì. Quan trọng là cái cách sống, cái cách cư xử, cách giao tiếp hàng ngày mà em thấy của chị đó có hợp với ảnh hay không? Dạ cũng có ạ. Cũng có luôn hả? Dạ. Em thấy hai người bấm nút được không? Dạ được ạ. Cái ý kiến của em gái coi em ruột phải không? Em thấy sao? Anh rể tương lai được không em? Dạ vâng, em chào chị Cát Phượng, Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Đi về luôn ạ. À, dạ vâng, em thấy anh hôm nay anh đây nhìn cũng ngang ngang với chị ạ. Cũng bụi giống chị, gọi là có cái tính cách cũng giống giống với nhau. Và em thấy hình như là anh đây cũng gần gần ở nhà mình. Với lại em cũng thấy quen quen nữa. Quen nữa hả? Dạ. Không biết là có gặp hay không. Em có gặp trong đám giỗ, đám quải, đám cưới sinh nhật lần nào chưa? Dạ không, nhìn hai anh chị rất là hợp ạ. Chị em có tật xấu gì nãy giờ chị chưa nói không? Dạ, con cái là chị rất là khó tính ạ. Nhưng mà chị nhanh nguôi lắm ạ. À, giận đói mà nhanh là cũng vui đó, phải không? Vậy không sao. Dạ vâng. Rồi, nói chung là cặp này bấm nút không? Dạ được ạ. Được ha. Dạ vâng. Ủng hộ ha. Dạ. Cảm ơn em. Theo khảo sát hai đứa em gái thì bấm nút hết á. Giờ tới khảo sát đàn trai coi sao. Dạ, hôm nay em đi với hai đứa em họ của em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào mọi người khán giả trong trường quay. Thì em là em họ của anh Hiếu. Hai anh em là chơi với nhau từ rất là nhỏ rồi, nên là em là rất hiểu tính anh Hiếu. Tính anh em là rất là chung thủy. Anh em là một người rất là thấu hiểu, rất là thấu hiểu cái suy nghĩ của cái người đối diện. Hai người đến đây á thì cũng là một cái duyên. Thì hai người tạo cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Như vậy là cũng một phần nào hiểu về bạn trai bên đây ha. Rồi, bây giờ mở cửa hàng rào ra. Tâm sự. Tính chương trình đúng không anh đàn em? Trời, hai người cao dễ sợ cao luôn quá. Ha. Rồi, chúng ta bắt đầu câu chuyện đi. Em có biết sao anh đàn em là Hoa Hướng Dương không? À, Hoa Hướng Dương một phần là thể hiện là tình yêu vĩnh cửu. Anh muốn em lúc nào cũng tươi tắn xinh đẹp như một bông hoa hướng dương hướng về luôn hướng về. Dạ, em cảm ơn ạ. Cái gì đó? Cảm nhận lần đầu tiên như thế nào? Em à, anh đã đi 1/3 quãng đường, hy vọng 2/3 quãng đường còn lại sẽ có người đi cùng. Và anh mong người đó là em. Anh này cũng lãng mạn dữ ha. Tặng hoa rồi, thơ rồi. Dạ anh hỏi thiệt bạn trai, trước khi bạn viết cái câu đó đó, bạn có tưởng tượng được cái người mà hôm nay bạn gặp mặt không?
Em cũng tưởng tượng người hôm nay em gặp mặt người tóc khoảng tầm ngang vai, mặc váy màu trắng. Có tưởng tượng tóc ngang vai mặc váy trắng nữa hả? Wow. Em thấy bên anh này cũng nhìn hiền, cười cũng có duyên. Em làm ở Thủ Đức là em làm ở đoạn nào? Em đang làm trong khu chế xuất Linh Trung 1 á. Ở thì ở gần Cấp Mát, quận 9. Quận 9 lên việc á? Dạ. Anh cũng ở gần đó. Dễ tiện quá à ha. Dạ, em thường khoảng một năm em về được bao nhiêu lần? Dạ, một năm về 2 lần. Tết với lại thường thường đám giỗ. Ít bữa nữa là giữa tháng là em có về một lần để đám giỗ. Tới chừng đó em nói để anh thu xếp về với em ha. Quan điểm của tình yêu về của anh như thế nào ạ? Quan điểm của anh về nhà thì phải biết lo toan nhà cửa, nói chung con cái, nhưng mà không cần phải là cũng như em làm một mình, lúc nào cũng có anh chia sẻ nên là không phải lo chuyện đó. Phải chung thủy, hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Nhà anh có bao nhiêu người ạ? Nhà anh thì có 4 người, còn 2 chị đầu với một người em gái, còn mình anh là trai thôi. 2 chị đầu với em gái có chồng hết rồi. Còn nhà em khoảng mới được bao nhiêu người? Dạ, nhà em đông lắm. 5 người ạ. 5 người ạ? Dạ. Một anh trai với 4 chị em gái. Em là con giữa. Dạ, em con giữa, là kẻ út luôn. Dạ, lúc em giận thì anh sẽ làm những gì ạ? Nếu lúc em giận thì coi như anh sẽ tìm hiểu xem lý do là tại sao em giận. Nếu là lỗi của anh thì anh xin lỗi. Nhưng mà nếu không phải lỗi của anh thì thường đàn ông con trai sẽ là người xin lỗi trước. Sẽ tìm cách để mà làm cho em hết giận. Anh có lãng mạn lắm không ạ? Anh cũng có hơi hướng lãng mạn. Em cũng vừa thực tế mà vừa lãng mạn. Nhiều cái mình thực tế quá thì thấy nó khô khan quá. Có chút gì đó lãng mạn xíu. Nhưng nếu mà hai đứa đến với nhau được thì coi như em muốn sinh bao nhiêu đứa hả? Quan điểm của em là trai gái cũng được ạ. Tầm 2 đứa là được ạ. 2 đứa là được. Anh thì anh thích con gái đầu. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau, mình nói với đối phương nghe cái cảm xúc thật sự bây giờ trong lòng mình, rồi chúng ta quyết định. Anh thấy em xinh xắn, dễ thương, cao giống anh. Hai đứa mình đến với đây thì cũng là một cái duyên rồi. Vì thế hai đứa mình hãy tự tạo cái nợ cho nhau. Anh hy vọng hai đứa mình sẽ đến được với nhau. Anh gái cảm nhận thế nào về những chia sẻ của bạn trai? Anh thấy ảnh chín chắn, có suy nghĩ thấu đáo. Tất cả đều nói lên bằng cái nút bấm ha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Nãy giờ chúng ta cũng đã có cái thời gian đủ để cảm nhận được nhau rồi ha. Nếu trái tim chúng ta thật sự rung động, có xao xuyến với đối phương thì chúng ta mới bấm nút. Còn nếu không thì chúng ta không bấm, đừng làm mất duyên của nhau. Bấm nút là hẹn hò. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Nắm tay nào. Trời ơi. Đó hợp lý nha. Đây là chiếc vé xem phim đầu tiên để gửi tặng các bạn. Đến đó chúng ta có một không gian lãng mạn để tìm hiểu nhau ha. Gửi tặng các bạn. Đấy, làm thủ tục đầu tiên đi các bạn. Hôn mà gì mà nhăn dữ vậy không biết nữa hả?